Tú Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Xin chúc cho quý vị có một ngày thật bình an bên gia đình và người thân. Thưa quý vị, giờ đây thì Tú Vị đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để Tú Vị đi ra Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ vào ngày mai. Vì vậy cho nên là nay thì cũng có một chút thời gian để thông báo đến cộng đồng, cũng như là xin báo đến cho cộng đồng chúng ta cùng chúc mừng cho gia đình của chú Hòa và cô Loan. Thì trở lại câu chuyện, Tú Vị xin tóm tắt một chút về câu chuyện đoàn tụ vào ngày mai. Đây là một câu chuyện mà trong thời gian qua cô chú anh chị chúng ta cũng hết sức là quan tâm đến câu chuyện của cô chú. Và nay thì chú đã về tới Việt Nam và buổi đoàn tụ sẽ diễn vào ngày mai. Đây là câu chuyện của chú Hòa và cô Loan. Quý vị, Tú Vị bắt lên chút cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem nha, để chúng ta nắm được cái nội dung câu chuyện. Em ạ, em có giận anh không em? Bây giờ giận là được cái gì? Giận nó cũng muộn rồi, bây giờ được cái gì nữa mà giận? Cảm ơn em. Tú Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Hôm nay Tú Vị xin chuyển tải. Nghe có rõ không? Tại ở ngoài này nó hơi ồn á, không biết cái loa nó nằm đâu nữa. Em ạ, em có giận anh không em? Bây giờ giận là được cái gì? Giận nó cũng muộn rồi, bây giờ được cái gì nữa mà giận? Cảm ơn em. Tú Vị xin chào. Thưa quý vị, thấy cô chú rất là tình cảm, khiến cho cô chú anh chị khi xem cái phần này ở trên cộng đồng thì ai cũng chúc mừng và có phần luyến tiếc. Thì câu chuyện của chú Hòa và cô Thuận là ở tập 450, thưa quý vị, 450. Nếu cô chú nào mà quan tâm đó thì hồi nữa cô chú anh chị chúng ta vào tập là 450 để chúng ta cùng hiểu thêm về câu chuyện của cô chú. Đây là một câu chuyện cũng hết sức là gọi là lâm ly, và bên cạnh đó thì cũng rất là tuyệt vời khi mà đôi bên đã may mắn kết nối được lại với nhau. Thì Tú Vị xin tóm tắt lại cái nội dung câu chuyện một xíu. Thưa quý vị, theo như câu chuyện mà Tú Vị ghi nhận được đó, thì vào năm 1977, lúc đó là cô Loan và chú Hòa có quen biết nhau. Nhà cô Loan đó thì ở ngoài Ninh Hòa, Khánh Hòa. Còn nhà của chú Hòa đó thì ở Ninh Thuận. Vì vậy cho nên là đôi bên đã quen biết nhau ở ngoài Nha Trang, Khánh Hòa. Thì khi mà cô có bầu đó thì chú đã đi về Ninh Thuận để chuẩn bị cho một cái cuộc vượt biên. Vì vậy cho nên là sau khi cô sinh ra em Thuận là sinh năm 1977, thì cô đã ẵm con về Ninh Thuận để tìm cha. Nhưng mà khi về để tìm cha, về đến nơi thì là cha đã vượt biên đi nước ngoài rồi. Vì vậy cho nên là cô Loan lại bồng con trở về Ninh Hòa, Khánh Hòa. Rồi từ đó là đôi bên mất liên lạc với nhau. Thì cho đến cách đây khoảng chừng gần 2 tháng thì có anh Nhân là em của anh Hòa đã lên chương trình để mong muốn tìm lại chị dâu và tìm lại cháu. Vì vậy cho nên là may mắn thì khi mà kết nối lên chương trình thì đã có cô Hương là người cùng địa phương với cô Loan đã biết được câu chuyện. Vì vậy cho nên là đã thông báo cho Tú Vị. Và trong quá trình kết nối được thì phải nói rằng là đôi bên ai cũng vui vẻ, và tình cảm của cô chú thì vẫn đang còn rất là tha thiết để gặp nhau. Và tuy nhiên thì hiện tại là cô Loan thì đã có chồng sau. Vì vậy cho nên là bây giờ đó thì khi chú Hòa về để thăm gia đình cũng như là thăm lại vợ và con, thì
Tú Vị cũng được biết là chú Hòa cũng rất là thiện chí để gặp lại người chồng sau của cô Loan để nói lời cảm ơn trong những năm tháng qua đã thay mặt cho chú để gọi là có một cuộc sống mới và chăm sóc người xưa của chú và đặc biệt là chăm sóc người con của chú là em Thuận. Vì vậy trong cái buổi trò chuyện của kỳ trước đó thì Tú Vị cũng như là cộng đồng cũng rất là cảm kích trước cái sự mà những cái lời quan tâm của chú Hòa đối với người chồng sau của cô Loan. Và Tú Vị cũng thấy sau cái buổi trò chuyện đó thì người chồng sau của cô Loan cũng rất là thiện chí và rất là vui vẻ. Thì cái điều đó là cái điều mà Tú Vị rất là phấn khởi. Và trong cái buổi mà gặp gỡ vào ngày mai đó thì cá nhân Tú Vị cũng rất là hồ hởi và không có e dè gì, bởi vì đôi bên đều là rất là vui vẻ khi kết nối được lại với nhau. Thì rõ ràng là bên chú Hòa thì chú tha thiết gặp con chú thì đã đành, nhưng mà khi gặp lại cô Loan đó thì thấy cô Loan cũng rất là vui vẻ khi mà gặp lại chú. Cái điều đó là cái điều mà hết sức là mừng. Và trong cuộc sống không phải ai cũng có thể là có được cái tình cảm đó, bởi vì thường đó thì khi mà có một cái gì đó trong cuộc sống mà không có hòa thuận thì thường là đôi bên có cái sự mà ác cảm về nhau hay là có những điều không vui về nhau. Nhưng mà đối với trong trường hợp này thì khi gặp lại thì thấy cô Loan cũng rất là tình cảm khi mà gặp lại chú. Nên giờ đây quý vị xin bắt thêm một chút xíu cho cô chú anh chị chúng ta xem trong buổi trò chuyện của cô chú rất là tình cảm. Tuy nhiên thì để xem nó trọn vẹn thì hồi nữa đó thì cô chú anh chị chúng ta có thể là vào lại cái phần đó. Trong cái câu chuyện thì quý vị cũng thấy rằng là cái lực view cũng rất là cao vì cái tính nhân văn của câu chuyện và đôi bên đều vui vẻ đó quý vị. Cho nên là câu chuyện cũng được lan tỏa rất là mạnh. Rất là mạnh. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái lời comment tích cực và những cái lời chúc mừng đó quý vị. Thì tính đến nay thì cái lượt view hiện tại là 710.000 lượt view và cái thời lượng thì 44 phút 31 giây, rất là dài. Nhưng cô chú anh chị chúng ta cũng rất là chúc mừng cho cô chú vì cái sự mà khi gặp lại thì cô chú rất là vui vẻ và cũng có gọi là thực sự thì đúng vị thấy cái tình cảm của đôi bên dành cho nhau còn rất là trân trọng nhau. Cái điều đó là cái điều hết sức là quý quý vị. Mời cô chú anh chị chúng ta xem chút cho vui nha, để nó hấp dẫn hơn vào cho cái cuộc gặp gỡ vào ngày mai. Thì bây giờ thì đúng vị đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thì khoảng chừng 10 phút nữa đúng vị phải lên bay để bay ra ngoài đó để lo công việc vào ngày mai. Mời cô chú anh chị chúng ta xem chút ha. Mà bây giờ cho ba hỏi nè, không ngoại là ngoại, phải rồi tuổi thân là 68, còn anh là tuổi bé. À, tưởng là tuổi bi á. Thì đó. Nếu mà hồi đó em tưởng là hai đứa một tuổi chứ. Thì hồi đó, lúc đó thì anh khai tuổi nhỏ thì giấy tờ coi như là một tuổi chứ gì nữa. À. Rồi khi mà trước ngày lấy em á, thì anh đã đi vô tòa án khai sụt tuổi xuống. À, sụt tuổi nhớ là cái hồi đó rồi. Anh tìm khách của anh về rồi anh sẽ đi liên lạc hoặc là ngày mai nữa. À, bây giờ không, giờ chú có số rồi đó. Chú Út nữa hả? Chú Tèo quá hả? Thưa quý vị, dạ, chắc là để quý vị xem có đầu có đuôi thì nó hay hơn. Quý vị cũng bắt để cho cô chú anh chị chúng ta nắm được cái nội dung câu chuyện và biết được là cái video là nó nằm ở cái mã số đó đó, là cái clip đó. Thì thưa quý vị, là nhìn theo cái hình của cô ngày xưa thì cô rất là đẹp. Tuy rằng là bây giờ cô lớn tuổi nhưng mà vẫn đang còn có nét ngày xưa. Đây quý vị, hình ngày xưa của cô đây là quý vị có cập nhật lên đó. Bởi con người chúng ta nay là 48 năm này gặp gỡ được lại nhau là cả một điều hết sức là quý và đôi bên vẫn là rất là vui vẻ và có thiện chí để gặp nhau. Cái điều đó là cái điều quý vị hết sức là đáng mừng. Thưa quý vị, kỳ này thì quý vị cũng đi khá là nhiều. Tuy nhiên thì theo quý vị nghĩ là
cũng phải thay đổi cái không khí một chút xíu, chứ quý vị ngồi ở nhà tiếp khách hoài từ ngày này qua tháng nọ như vậy mà không đi đôi khi cũng có nhiều điều nó không có tốt. Vì vậy cho nên là trong các cái cuộc đoàn tụ quý vị cũng sắp xếp để đi, thứ nhất là ghi nhận thực tế để cho cô chú anh chị chúng ta cùng xem, để chúng ta cùng lan tỏa cái tình yêu thương đó. Và ngoài ra nữa thì gia đình cũng rất là tha thiết là mong muốn quý vị có mặt để thứ nhất là có đôi lời đến cộng đồng, chuyển tải cái câu chuyện để cho cô chú và những nhân vật có đôi lời đến cộng đồng. Điều thứ hai nữa đó là chúng ta cũng biết, cũng giống như quý vị ví trước đây ấy, là chẳng hạn như một cái đám cưới như vậy, chúng ta làm trong một cái đám cưới trong âm thầm thì cũng được thôi chứ không phải là không được, nhưng ngược lại với cái sự trịnh trọng của nó thì nó không có. Vì vậy cho nên là để lan tỏa ra cái tình yêu thương đó thì nên cập nhật lên cộng đồng để cho cộng đồng cũng có đôi lời chúc mừng. Và đối với người con cũng có cái danh phận là cha cũng đã quan tâm và để về thăm con, thì nhận được cha, nhận được mẹ hay là cha con nhận nhau này kia thì Tung Vị cũng khuyến khích là nên có một cái buổi ra mắt như vậy để cho cộng đồng cũng như là bà con dòng họ được biết về cái việc mà tìm kiếm được lại người thân. Và thưa quý vị thân mến, Tung Vị xin lỗi, bây giờ chắc là Tung Vị phải xếp hàng, thấy người ta xếp hàng rồi để nó bỏ rơi giống như kỳ trước. Nên là Tung Vị cũng xin thông báo như vậy để cho cô chú anh chị chúng ta hiểu được cái nội dung của chuyến đi này, và cô chú anh chị chúng ta cùng đón xem vào ngày mai nha quý vị nha. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị, và mong quý vị luôn ủng hộ cho Tung Vị như những ngày tháng qua để cho những video được lan tỏa và những gia đình kiếm người thân được kết nối thành quả nó tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau.